Hello everyone! Chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi bài giảng ngữ pháp của lớp TOEIC Thầy Long. Và ngày hôm nay hãy cùng với mình tìm hiểu về chủ đề đại từ. Và trong khi chúng mình sử dụng tiếng Anh thì đôi lúc để tránh việc lặp lại một danh từ đã được đề cập ở phía trước, chúng mình sẽ thay nó bởi hai đại từ one và ones. Và cách sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé. The first example here. Would you like a sandwich? Yes, Slide one. Vậy thì ở đây mình sẽ có từ one thay thế cho a sandwich. Vậy thì từ đây chốt với mình. One sẽ thay thế cho danh từ số ít đã được đề cập phía trước mọi người ha. Another example. Are there any cash points near here? Yes, there are several ones around the corner. Vậy thì từ đây chúng mình lại thấy được rằng ones thay thế cho cash points là danh từ số nhiều. Chính vì vậy, cùng chốt với mình, ONES th sẽ thay thế cho danh từ số nhiều được đề cập ở phía trước. Và sau đây thì mình sẽ có một vài những cái lưu ý cho mọi người trong quá trình sử dụng hai từ này nhé. Number one. Đó là ONE và ONES có thể sử dụng sau mạo từ xác định THE. For example, I can't find my jeans. The grey ones or the blue ones. Vậy thì từ đây, trong cái đoạn là cho trong hai câu nói của hai bạn này thì mình sẽ thấy được rằng cái từ ones ở đây the gray ones là thay cho the gray jeans hoặc là the blue ones là thay thế cho the blue jeans đã được đề cập phía trước ha another example are you talking about your old job no i'm talking about the new one next one lưu ý số 2 bởi vì chúng mình vừa mới nói với nhau đó chính là hai từ này có thể thay thế cho danh từ phía trước chính vì vậy nó có thể đứng sau một tính từ mọi người nhớ for example my plate is dirty I will take a clean one vậy từ đấy chúng mình sẽ thấy được rằng từ one sẽ đứng ở sau tính từ clean sạch sẽ and the last one lưu ý cuối cùng đó chính là hai từ này có thể đứng ở sau từ để hỏi là which For example, you can borrow a book. Which one do you want? Thì ở đây which one thì chính là which book. Right? And the last example here, which ones are yours? Thì điều này có nghĩa là những cái nào thì là cái của bạn. Và hy vọng rằng trong video ngày hôm nay mình đã giúp cho các bạn phân biệt thật là rõ ràng one và ones. Và chúc các bạn thành công trong bài thi thôi. See you!